Kính thưa các anh chị, thưa các bạn, để tiếp theo chương trình mỗi ngày một ca lâm sàng, trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin trình bày ca lâm sàng liên quan đến bệnh lý u gan lành tính hay gặp. Cũng trong ca lâm sàng ngày hôm nay, bên cạnh việc phân tích đặc điểm hình ảnh, chúng ta tìm hiểu thêm một số đặc điểm về giải phẫu bệnh của tổn thương, từ đó hiểu hơn về bệnh học, mối tương quan giữa hình ảnh giải phẫu bệnh và hình ảnh điện quang. Qua đó, trong thực hành lâm sàng, chúng ta cân nhắc lựa chọn phương pháp chẩn đoán cho phù hợp. Bệnh nhân nam 27 tuổi, vào viện vì lý do phát hiện tình cờ khối u gan hạ vô thùy 1. Tiền sử và bệnh sử. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B 10 năm. Cách vào viện khoảng 1 tháng, bệnh nhân có đi khám định kỳ, phát hiện trên siêu âm có hình ảnh khối u gan hạ vô thùy 1. Bệnh nhân đã được chụp cộng hưởng từ ở tuyến trước. Kết quả có hình ảnh khối u gan tăng sinh mạch. Bệnh nhân được chỉ định sinh thiết, tuy nhiên sau đó bệnh nhân đã không tiến hành sinh thiết ở tuyến trước và nhập viện Đại học Y Hà Nội để thăm khám cũng như hội chẩn sinh thiết. Về thăm khám lâm sàng, bệnh nhân có thể trạng tốt, bụng mềm, không thấy phản ứng thành bụng, không thấy khối điển hình khi thăm khám. Các xét nghiệm máu về chức năng gan, men gan trong giới hạn bình thường. Các xét nghiệm chỉ điểm sớm ung thư gan như là alpha FP, như là PIK2 đều trong giới hạn bình thường. Chúng tôi có hội chẩn phim chụp cộng hưởng từ ở tuyến trước để xác định khả năng sinh thiết cho bệnh nhân. Thì trên phim chụp cộng hưởng từ chúng tôi nhận thấy có tổn thương u gan hạ vô thùy 1, tăng sinh động mạch, giữ thuốc thì tĩnh mạch trên bệnh nhân viêm gan B kéo dài 10 năm. Tuy nhiên thì không thấy dấu hiệu của tổn thương sơ gan, không thấy xâm lấn tĩnh mạch cửa, không thấy xâm lấn quanh gan, có khối u gan các bờ khá nét, thì chúng tôi vẫn hướng tới một cái tổn thương u gan có thể là u gan lành tính, và chúng tôi nghĩ nhiều đến cái phì đại thể nốt khu trú FNH. Chúng tôi có tư vấn cho bệnh nhân cái nguy cơ chảy máu khi mà chúng ta tiến hành sinh thiết một cái u gan tăng sinh mạch ở vị trí hạ phân thủy 1, và cái lợi ích không phải can thiệp nếu như chúng ta sẽ chụp bằng cái chất cản quang đặc hiệu cho cái tổn thương u phì đại thể nốt khu trú, đó là Primovis. Thì bệnh nhân có đồng ý và chúng tôi đã tiến hành chụp cộng hưởng từ cho bệnh nhân với Primovis, và sau đây chúng ta sẽ tiến hành phân tích phim chụp cộng hưởng từ cho bệnh nhân. Sau đây chúng ta cùng nhau phân tích phim chụp cho bệnh nhân. Về chụp cộng hưởng từ gan mật với Primovis thì kỹ thuật chụp cũng không có gì đặc biệt. Bên cạnh cái kỹ thuật chụp gan mật 3 pha thông thường thì riêng với Primovis chúng ta chụp thì muộn, sau 20 phút, đó là cái pha thuốc đối quang từ đào thải qua đường mật, và chúng ta sẽ nhận định những cái tổn thương mà liên quan đến đường mật thì muộn sau 20 phút. Đây là phim chụp cộng hưởng từ bệnh nhân, chúng ta cùng nhau phân tích phim chụp trên chuỗi xung T2 sau mỡ. Phân tích phim chụp từ trên xuống dưới, từ tổng quan đến chi tiết, chúng ta nhận thấy rằng thứ nhất là về mặt nhu mô gan thì chúng ta thấy nhu mô gan có tín hiệu đồng nhất. Bờ gan rất là nét. Chúng ta không thấy dấu hiệu gợi ý sơ gan trên phim chụp. Các cơ quan khác như là thận hai bên, lách, tụy, chúng ta không thấy hình ảnh tổn thương cũng như thâm nhiễm. Túi mật có hình dạng và cấu trúc rõ ràng bình thường. Chúng ta không thấy dấu hiệu dịch tự do ở bụng, không thấy dịch tự do quanh gan. Đường mật trong gan hai bên không giãn. Trên lát cắt này chúng ta nhận thấy vị trí hạ vân thủy 1 có hình ảnh tổn thương khối u. Khi đo đường kính, chúng ta thấy đường kính lớn nhất khoảng 38mm. Khối u này có đặc điểm tín hiệu tăng hơn so với nhu mô gan xung quanh trên chuỗi xung T2 sau mỡ, bởi vì chúng ta đang nghi ngờ tổn thương phi đại thể nốt khu trú, nên chúng ta để ý trong nhu mô gan, trong cái nhu mô, trong cái tổn thương khối u này chúng ta không thấy cái dấu hiệu mà tăng tín hiệu dạng sẹo sơ trung tâm như trong sách mô tả. Thì trong cái khối u này chúng ta hiện tại chúng ta không thấy cái dấu hiệu điển hình của sẹo sơ đâu cả. Đây là hình ảnh tổn thương trên chuỗi xung T1 xóa mỡ, chưa tiêm thuốc đối quang từ. Chúng ta nhận thấy rằng cái tổn thương u gan ở vị trí hạ vô thùy 1 có tín hiệu
khá là đồng nhất với nhu mô gan xung quanh. Tổn thương này có bờ khá nét, có dấu hiệu phát triển lồi ra khỏi bao gan, đầy cái tĩnh mạch chủ dưới ngay bên cạnh đây. Chúng ta cũng không thấy cái dấu hiệu điển hình của cái sẹo sơ giảm tín hiệu trên T1 như trong sách mô tả. Và trên các phim chụp tiếp theo chúng ta cùng xem nghiên cứu động học của khối u nó như thế nào. Sau đây chúng ta phân tích phim chụp cho bệnh nhân ở thùy động mạch. Thì bên tay trái màn hình đây là phim chụp ở thùy trước tiêm, bên đây là thùy động mạch. Thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta tập trung vào phân tích về tổn thương u thôi. Chúng ta thấy cái khối u gan hạ thùy một đây so với cái thùy trước tiêm thì nó tăng sinh động mạch rất là mạnh, tăng sinh tia máu, tăng sinh động mạch rất là mạnh, và các đặc điểm tia máu ở đây nó rất là đồng nhất, dường như là ngấm toàn bộ khối u. Như vậy trên phim chụp ở thùy động mạch chúng ta khẳng định cái khối u gan ở hạ phân thùy 1 tăng sinh động mạch. Sau đây chúng ta phân tích phim chụp ở thùy tĩnh mạch. Như chúng ta vừa phân tích đây, khối u gan ở thùy động mạch đây nó tăng sinh mạch rất là mạnh, thì trên thùy tĩnh mạch đây chúng ta để ý khối u gan vẫn ngấm thuốc rất là mạnh và nó không có dấu hiệu thải thuốc như trong tổn thương ung thư gan HCC. Cái u gan ở thùy tĩnh mạch này nó ngấm thuốc mạnh và rất là đồng nhất so với nhu gan xung quanh. Khi di chuyển xuống phía dưới, chúng ta nhận thấy rằng phần nhu mô gan còn lại ngấm thuốc rất là đều, các cơ quan xung quanh không thấy dấu hiệu tổn thương. Chúng ta nhận thấy tĩnh mạch cửa ngấm thuốc rất là rõ và không thấy dấu hiệu huyết khối tĩnh mạch cửa là những dấu hiệu âm tính để chúng ta khẳng định rằng cái tổn thương này nó có đặc điểm lành tính. Đây là phim chụp ở thùy muộn sau 10 phút. Chúng ta nhận thấy rằng thuốc cản quang đã đào thải phần lớn ra khỏi nhu mô gan, và chúng ta nhận thấy đây là ống mật chủ. Thì cái thuốc đỡ quang từ Primovis này nó có đặc điểm là nó thải qua đường mật. Vì vậy ở cái phim chụp khoảng độ 10 phút là chúng ta có thể thấy được nó hiện hình cái ống mật chủ, bởi vì thuốc đã đào thải ra cái đường mật và nó xuống ống mật chủ và xuống tay tràng đây. Chúng ta nhận thấy rõ cái ống mật chủ đây. Đấy, nó thải thuốc qua ống mật chủ. Và một phần thuốc nó thải qua đường máu, nó thải qua thận hai bên đây. Thì trong khi nhu mô gan đã thải thuốc phần lớn thì cái tổn thương u đây nó vẫn tăng tín hiệu rất là mạnh, đồng nghĩa với nó vẫn giữ thuốc ở cái thùy muộn sau 10 phút. Ở cái thùy muộn sau 20 phút chúng ta nhận thấy rằng nhu mô gan này nó thải thuốc phần lớn và chúng ta thấy rõ hơn cái ống mật chủ nó hiện hình và thuốc đi qua tá tràng đây, thuốc vào cả túi mật và qua ống mật chủ xuống tá tràng. Chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái khối u đây, khối u chúng ta phân tích trên nó còn giữ thuốc đỡ quang từ rất là mạnh, và cái thuốc đỡ quang từ chúng ta đang sử dụng ở đây là thuốc đỡ quang từ tên là Primovis, và cái đặc điểm của cái thuốc này nó là thải qua đường mật. Và chúng ta thấy rằng sau 25 phút, 20 phút thì cái khối u này nó vẫn còn đóng thuốc, đồng nghĩa với cái bản chất giải phẫu bệnh của cái khối u này nó có cấu trúc của đường mật. Vì vậy là chúng ta có thể chẩn đoán rằng cái khối u này có hình ảnh nó phù hợp với tổn thương phi đại thể nốt khu trú FNH. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu một chút về cái hình ảnh đại thể cũng như vi thể của cái tổn thương phi đại thể nốt khu trú FNH. Thì trên cái hình ảnh đại thể chúng ta thấy rằng cái tổn thương u này nó có ranh giới khá là rõ, mặc dù nó không có vỏ nhưng mà ranh giới nó khá là rõ. Khi bổ đôi khối u này ra chúng ta thấy rằng bên trong nó có những cái nốt tân tạo đây, cái nốt tân tạo màu vàng và nó xen kẽ bởi các cái vách xơ màu trắng đây, chúng ta để ý này. Và những cái vách xơ này
nó có đặc điểm là trên T1 nó giảm tín hiệu trên T1 mà những cái hình ảnh chúng ta đã đọc trong các sách và các tài liệu. Giảm tín hiệu trên T1 chính là hình ảnh của những cái vách xơ bên trong và những cái phần đồng tín hiệu khối u, chính là những cái nốt tận tạng của cái u phi đại thứ nó khu trú này, thì nó tương ứng với cái hình ảnh đây, những cái hình ảnh giảm tín hiệu của cái vách xơ mà chúng ta học qua cái tài liệu, thì chúng ta thấy được cái mối tương quan giữa cái hình ảnh đại thể cũng như cái hình ảnh điện quang của chúng ta. Tiếp theo là cái hình ảnh vi thể. Trên cái hình ảnh vi thể chúng ta thấy rằng cái mô u nó biến mất, nó có sự biến mất của cái cấu trúc khoang cửa, thay vào đó là sự xuất hiện của các cái nốt tân tạo. Đây, sự xuất hiện của các nốt tân tạo chúng ta để ý đây, nó rất tròn. Xen kẽ giữa các cái nốt tân tạo này là các cái sự thâm nhập viêm và các cái ống mật. Đây ạ, cái ống mật màu xanh này. Và cái phóng to lên chúng ta thấy có cái sự thâm nhiễm của cái tế bào viêm và các cái sự phát triển của ống mật. Khi phóng to nữa thì chúng ta thấy rằng mặc dù có cái sự tân tạo của các ống mật, tuy nhiên thì cái sự sắp xếp của các ống mật này nó không phải là một cái tổn thương của ung thư đường mật. Đấy, đây cái đặc điểm rất đặc trưng của cái phi đại thứ nốt khu trú. Mặc dù có cái sự biến đổi giống như các cái nốt tân tạo trong xơ gan, có cái sự tăng sinh của các ống mật, tuy nhiên thì nó lại không phải là cái sự biến đổi của ung thư. Và khi nhuộm ba màu thì chúng ta thấy rõ hơn được những cái màu xanh đây là những cái dải xơ. Và chính vì các cái đặc điểm giải phẫu bệnh như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng nó có nổi trội nhất để phân biệt với cái tổn thương u tuyến, đó là các cái sự tăng sinh của các cái vi khuẩn mật trong cái u phi đại thể nước khu trú này, là những cái đặc điểm phân biệt trên giải phẫu bệnh. Và trên hình ảnh điện quang thì chúng ta ứng dụng vào cái việc mà chúng ta sử dụng những cái chất đối quang từ mà nó có đặc điểm là nó thải qua đường mật và nó sẽ ngấm ở thì muộn, tức là nó sẽ, chúng ta thì muộn khi mà các mô gan, các tế bào bình thường nó thải thuốc rồi thì cái phần thải qua đường mật nó sẽ xuất hiện ở trong cái mô u này và chúng ta sẽ thấy nó ngấm thuốc ở thì muộn. Như vừa nãy cái ca lâm sàng vừa rồi chúng ta thấy tầm 20 phút chúng ta mới thấy được nó ngấm thuốc ở thì muộn, và cũng là một cái đặc điểm mang tính chất quyết định trong vấn đề chẩn đoán cũng như là phân biệt với cái u gan lành tính như là u tuyến. Cái u tuyến nó không có cái sự xuất hiện của các tiểu管 mật này, và cái thì muộn thì nó sẽ không có cái việc thải thuốc đối quang từ đặc hiệu. Về mặt bàn luận thì qua ca lâm sàng này chúng ta sẽ có một số bàn luận sau. Cái bàn luận thứ nhất là về việc chẩn đoán trên một bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mà chẩn đoán phát hiện ra một khối u trong gan, thì tư duy đầu tiên, việc đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ phải nghĩ đấy một cái tổn thương u có phải là ung thư hay không. Thì cái việc mà sử dụng phương pháp cộng hưởng từ gan mật có tiêm thuốc đối quang từ là hoàn toàn hợp lý, và cái quan trọng nhất của cái phim chụp cộng hưởng từ chúng ta nhận định là có cái tổn thương khối u gan tăng sinh mạch. Cái việc thứ hai là rõ ràng là trên phim chụp vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng cái tổn thương u gan này nó tăng sinh mạch, tuy nhiên thì nó không có cái thoát thuốc ở thì động mạch, xin lỗi, không có thoát thuốc ở thì tĩnh mạch, và nó khá đồng nhất ở thì tĩnh mạch cũng như là thì muộn. Và nhưng mà lại nó không có cái đặc điểm điển hình của cái tổn thương như là FNH hay là có u tuyến. Vì vậy là đặc biệt là trên bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, vì vậy là cái việc mà như các tuyến trước họ đề nghị là sinh thiết cho bệnh nhân để chẩn đoán cái giải phẫu bệnh thì cũng là một vấn đề hợp lý. Tuy nhiên thì chúng ta để ý rằng đối với cái u gan ở vị trí hạ phân thủy một như thế này thì cái việc sinh thiết, chúng ta giả dụ chúng ta đi qua đường gan trái, chúng ta phải đi qua ít nhất là 1, 2 và 3 lớp bao gan, và đi qua đường hạ phân thủy 4 chúng ta ít nhất phải qua 2 lớp bao gan. Đấy, và
cái vị trí hạ vị một này nó khá là sâu và nó không được bao quanh, đặc biệt cái phía bờ tự do này nó không được bao quanh bởi nhu mô gan lành. Vì vậy nếu như chúng ta trong quá trình sinh thiết mà nó xuất hiện đi qua nhiều lớp bao gan như thế này mà nó chảy máu, thì cái việc cái tai biến chảy máu trong cái việc sinh thiết u gan hạ vị một là cái vấn đề hoàn toàn có thể xảy ra bất kỳ trên bệnh nhân nào và bất kỳ bác sĩ nào sinh thiết. Và đấy là cái bàn luận thứ nhất. Cái bàn luận thứ hai là bởi vì trên bệnh nhân trẻ mà có khối u gan nó tăng sinh mạch như thế này, mà chúng ta nghĩ tới cái tổn thương phì đại thể nốt khu trú FNAH. Tuy nhiên thì cái cộng hưởng từ thường quy chúng ta không thấy được các dấu hiệu điển hình được mô tả, thì chúng ta có một phương pháp lựa chọn khác, đó là sử dụng cái thuốc đối quang từ đặc hiệu đào thải qua đường mật, đó là Primovis. Và kỹ thuật chụp thì chúng ta nhớ rằng có cái chụp thì muộn sau 20 phút thì chúng ta sẽ nhận thấy được các cái keyword, đó là thuốc đối quang từ nó thải qua đường mật, chúng ta có thể nhận thấy được cấu trúc của ống mật chủ của đường mật nó đào thải và tái tràng là có nhận diện. Đấy, và chúng ta thấy được cái khối u nó ngấm thuốc, nó giữ thuốc ở thì muộn. Và đây là những hai những cái đặc điểm cơ bản nhất để chúng ta nhận định được cái đưa ra cái chẩn đoán xác định cũng như cái chẩn đoán phân biệt đối với cái tổn thương u gan lành tính khác. Và cũng qua ca lâm sàng này thì chúng ta cũng ôn lại một chút về bản chất giải phẫu bệnh của tổn thương phì đại thể nốt khu trú FNAH. Cũng qua việc hiểu biết hơn về cái bản chất giải phẫu bệnh thì chúng ta cũng có một cách tiếp cận nữa, đó là tiếp cận từ hình ảnh giải phẫu bệnh đối chiếu ngược lại với hình ảnh điện quang để chúng ta có những phương pháp sử dụng cái phương pháp chẩn đoán thích hợp để chẩn đoán xác định cũng như là chẩn đoán phân biệt. Và ca lâm sàng hôm nay đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các anh chị trong các ca lâm sàng tiếp theo. Tôi xin trân trọng cảm ơn.